Và nếu mà anh em mà chơi lớn nữa thì đi vành của CBR650, CB650R hoặc anh em đi vành của Exciter cũng được. Đấy, đấy là bài mà anh em lên lớn hẳn luôn. Và mình vẫn đang đợi chờ một idol chàng Bạch Mã, chàng Hoàng Tử. Hoàng Tử đến để chỉ hô to là anh ơi em ngoài thì là Hoàng Tử, trong thì em ở lúc mua luôn. Tiền không gì ngoài tiền lên bài lốt to bánh lớn hai đĩa chẳng hạn, để cho mình chấp cánh ước mơ mình được full con CBR 150R khủng nhất nào nhá. Ok anh em, hẹn gặp lại anh em tại vlog sau. Còn nếu mà không có ai mà độ khủng như thế thì thời gian tới mình sẽ mua một con mình độ. Ok. Có gì? Quy tim có. Ok. Đấy, ABS này, anh em nhìn thấy điểm báo ABS xịn hơn so với những dòng xe khác không? Đấy. Về vận hành con này ấy thì mình đánh giá con này cực kỳ là cao luôn. Ở nó thừa hưởng được của những anh em CBR 250 RR là bộ thụt trước. Đấy. Thụt sau cũng sô qua xịn luôn, êm lắm ấy. Và thêm cái nữa là thừa hưởng anh em CBR 250 RR ở cái dáng đẹp. Và tiếp theo nữa nó thừa hưởng đến cái thị trường motorcycle của Việt Nam. Đấy là gì? Giá rất rẻ. Đây là con này nó giá chỉ có 70 triệu nha anh em. Màu đỏ luôn, chủ xe mua ở Honda Cường Ngân với giá 70 triệu. Màu đỏ xanh HRC, quá đẹp luôn mà lại rẻ tiền. Đấy, hoàn toàn là có thể đấu được với R15V3 đúng không anh em? Máy này, máy chống trượt này, máy DOHC 6 số chống trượt này, ngon xịn sò hơn Winner này. Thụt upside down này, ABS này, đồ Honda bền bỉ này. Đấy, không có gì phải chê nữa, với cả dáng nữa. Dáng loại quá đẹp luôn. Mà có giá bằng với giá của anh em R15V3 khi mà chưa đăng ký. Thì mình thấy con này nó cực kỳ là hợp lý trong cái phân khúc nữa. Vừa tiền này, vừa công năng này, vừa dáng này, đều thể hiện được với giá 70 triệu nhá. Đấy là lý do tại sao mà rất là nhiều anh em đang ưa chuộng cái con xe này. Thì hôm nay mình sẽ đi review cho anh em những cái đồ chơi cơ bản của chiếc xe. Đây, chiếc này mới mua có 17 cây thôi mà xăng còn đang hết cơ. Tí nữa chủ xe nhờ mình mua hộ xăng đây, xong mình sẽ ra mua xăng. Xăng thì nói thật anh em là để đổ xăng của DOHC. Đổ xăng của DOHC này thì với những xe đời mới này ấy, thì anh em đổ cho mình là cứ 9.5 và 8. Đừng chơi 92, tiết kiệm được một tí, nhưng mà thực sự là xăng 92 nó không được ngon cho những cái dòng xe côn thể thao này. Ok. Về côn số đi mượt mà và nó lại không ghi đông, nó lại cao hơn so với ghi đông R15V3 anh em nhá. Là kiểu Sport City ấy nhờ. Thì rất là ngon lành luôn. Mình sẽ đến rồi mình sẽ review cho anh em những cái đồ ấy. Chở hai người đi tốc 39-40 này. Cân xe chưa? Anh em nhìn quả xe mới cân chưa? Này thẳng tắp luôn, không có gì nhá. An quay ra cả đằng sau đi An, để cho mọi người biết là có hai anh em mình đi. Đấy, thơ mặt rất cân xe luôn đấy, quá đỉnh luôn. Ngon bổ và rẻ tiền. Ok anh em, chúng ta cùng đi nhá. Bye bye anh em. Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với Quy Moto. Và mình là Quân Béo Moto Vlog. Thì hôm nay là ngày của anh em Honda CBR qua ghé qua bên mình. Thì đây, hôm nay mình sẽ review cho anh em chiếc Honda CBR. Nhưng mà đây là chiếc CBR đầu tiên mình phục hồi tai nạn. Xe bị tai nạn nhưng mà lại lý do là không mong muốn. Không phải là cho bạn mượn xe hay là đấy, mà chủ xe là bị Alibaba nó hack. Đấy, đây này các bạn nhìn này, khóa cổ còn bị đạp cho, tức là nó đạp nên xe đã khóa cổ rồi nhá, mà chủ còn bị nó đạp gãy cả cái điểm khóa cổ cơ. Đóng lại rồi à? Đâu điểm gãy khóa cổ hàn lại rồi. Đấy, đây các bạn nhìn này. Đấy, đã phải phục hồi lại điểm gãy khóa cổ luôn. Đấy, và con này là khi mà chủ xe phát hiện được ra là chiếc xe bị ăn cắp, nó đuổi theo thì là nó sợ của nó cái phi cái xe và vỡ hết cả trộm cảnh mà. Vỡ hết trộm cảnh luôn, nên mình đang phục hồi lại cho chiếc xe. Và cái này là điểm mình, cái xe đầu này trước thì đang sơn vì hãng bây giờ chưa có đồ trong CBR, nên là anh em đi để ý cái việc đấy. Thì hôm nay sẽ, con này là đang lắp chống nổ này. Đây, mình sẽ review luôn cho các bạn. Cái chống nổ ấy thì chúng ta sẽ có một cái trục mới thay vào trục treo máy này. Đây cả căn kiếc các thứ này. Đấy. Tất cả trục này là trục mới. Đấy, thay trục mới, còn trục cũ của bạn cất đi. Tiếp theo là điểm bắt ở đây, một con ốc này. Đây bắt một con ốc này.
nguồn ốc vào ốc treo máy này, đây này, đấy, ốc khung xe này, không ảnh hưởng ốc treo máy nhá, này vẫn chống này. Và tiếp theo điểm nữa là bắt đây, thì cái điểm này ấy, sẽ không phải là quan vào nhựa vào khung sườn của các bạn, mà bắt vào điểm chờ của khung treo máy này. Và cái điểm này là điểm hở, là tại sao vì lắp vào lên thì nó sẽ là cái chống đổ nó đưa ra. Thì một tí nữa mình sẽ review cho anh em khi mà thành hình nó lắp nó như thế nào. Nó không, cái này thì không khoan nhựa, không khoét nhựa, cộng với là gì, nó sẽ không ảnh hưởng đến khung sườn của các bạn. Đấy, đây một chiếc xe mà đây mình đang lắp chống đổ trên két này các thứ ấy. Con này thì độc đáo hơn, con này có cả đèn hậu tiếp xích nhan rồi. Con đèn hậu này của chắc của CBR250RR lắp lên, vì con này đèn hậu CBR250 với 150 là xong. Đâu chưa đấu rơ le. Con này chưa thay đổi rơ le. Chưa thay rơ le. Đó. Đây đang đấu xích nhan trước. Cái mà cần thiết nhất ấy là cái gì? Là công tắc tắt nguồn khẩn cấp này. Riêng chiếc CBR này từ những bản 212, 213 trở đi là đều không có cái công tắc tắt nguồn khẩn cấp này, nó rất là cần thiết. Đồng dành cho những dòng xe khác đều có. Thì dòng CBR này chưa có thì sẽ update lên để anh em đi đường phố các thứ cho tiện. Đây ví dụ như chiếc này, đố các bạn biết xe gì luôn, nhìn lướt qua không thể phát hiện được. Sugar Rick đây, công tắc zin Sugar Rick này anh em à. Đấy, công tắc tắt nguồn khẩn cấp này, đấy, nó rất là cần thiết. Hôm nay mình sẽ review cho anh em chiếc xe đã lên rồi, những lên đồ chơi cơ bản, nó chỉ có 16 cây thôi. Đấy, chủ xe mua lên là đi đến đây là 16 cây. Thì mình sẽ review cho anh em. Đây khi thành hình lắp lên này, cực kỳ là chắc chắn. Đấy. Ok anh em, chúng ta cùng bắt đầu rồi. Vào việc luôn cái vấn đề mà anh em cần nhá, các em thích nhá, các em mong muốn nhá. 70 triệu, tại sao một chiếc xe này 70 triệu chúng ta lại phải đi mua RM5V3? So sánh đi, so sánh với cùng đối thủ, cùng phân khúc với nhau, cùng so sánh với RM5V3, một chiếc xe giá 69 triệu và chiếc này 70 triệu, thì rõ ràng về cái body, về độ đẹp thì sẽ đánh giá của từng cá nhân một. Các bạn nào thích gọn nhỏ, thích khuỳnh, thích phần dáng sport, thích đẹp, gọn nhỏ thì các bạn chọn xe này. Còn các bạn nào thích là kiểu dáng sport, to, body to, đẹp, nhiều đồ chơi, nhiều đồ độ thì anh em chọn Yamaha. Nhưng bây giờ chúng ta cùng so về công năng. Công năng thì rõ ràng là đều, cả hai con đều có upside down này, đều có upside down này, đều đồng hồ điện tử này, đều có zipper clutch này, chống trượt này. Đấy. Nhưng rõ ràng là một con đâm tốc cao và một con đâm hậu thì tùy anh em lựa chọn thôi. Một con 6 số và DOHC với cả một con là 6 số VVA thì tùy anh em lựa chọn. Về độ mạnh mình không so sánh nhá, tùy các bạn thích, nhưng rõ ràng là CBR nó sẽ mạnh hơn so với RM5V3 một chút. Đấy, cá nhân của rất nhiều người đánh giá. Còn mình thì mình chưa đem hai con mình đua với nhau cả. Và thêm cái nữa là cái điểm hơn rõ ràng của CBR đó là gì? ABS, độ an toàn. Đấy, rồi, thấy không? ABS trước sau luôn. Đấy, và không phải như cái bộ ABS của Honda Winner X đâu nhá. Winner X V3, V2 rồi là các thứ thì nó chỉ có một kênh, con này là cả hai kênh luôn anh em. Đấy, con này rõ ràng luôn là lợi thế cực kỳ luôn. Hai kênh cộng với thêm là dàn thụt thì mình, cá nhân mình có đã sử dụng cả thụt của R15 V3 lẫn cả thụt của CBR rồi thì mình đều thích bộ thụt của Showa CBR. CBR, CB150R rồi CB300R rồi. Nó đều ngon cả, nó êm. Nó cho mình cái cảm giác êm ái hơn so với R15V3 khi chạy cả tốc thấp lẫn tốc cao. Đấy là cá nhân thôi nhá. Về độ đẹp thì tùy anh em đánh giá. Nhưng với mình thì một con Sport mà đi trong phố con này là cũng là quá đẹp luôn. Dựng cạnh con R15V3 thì nói thật với anh em luôn, cả hai con xe zin luôn thì rất khó để mà lựa chọn. Đấy, tùy các bạn thôi. Bạn nào ưa thích dòng Yamaha thì chọn R15, còn bạn nào ưa thích dòng Honda thì chọn CBR, ưa thích sự mạnh mẽ mượt mà thì đã chọn CBR. Với cái giá 70 triệu thì nó quá hơi rồi. Nếu mà nó là tầm 80 triệu, 90 triệu thì mình không thể đem so sánh được đúng không? Nhưng mà tầm 70 triệu thì con này cũng là một con lựa chọn cũng kinh khủng so với R15 ấy. Đấy, tùy anh em lựa chọn. Bây giờ là một chiếc xe mới, Odo này,
camera quay lại đây em cho nhìn rõ ô đô đi. 18 cây. Đấy, bạn ấy mua ở Honda Cường Ngân và bạn ấy về nhà xong rồi bạn mang qua mình. Mình đã dán PPF cường lực rồi nha anh em nhá. Thì thường các bạn mua về ấy, các bạn để ý cái đồng hồ này có những con đồng hồ sẽ bị xước. Xước ở hết luôn. Quá trình mà nhiều khi là mọi người lau cái kính đồng hồ này này, lau bằng cái giấy khô ấy mà nó dính khăn khô ấy, nó dính một hai hạt sạn ấy, nó bị cào xước cái đồng hồ này, cái mặt đồng hồ này chuyện bình thường. Ngay ở xe hết, con này cũng bị luôn. Con này cũng bị xước một vài điểm này. Sau đấy là mình dán PPF lên rồi. Đấy, mình dán vào PPF. Kèm thêm nữa là cái điểm mà anh em mà ngày xưa thì hay thấy là có hai điểm là chống đổ và che két là thứ rất cần thiết để lắp, nhưng bây giờ có thêm cái dán mặt đồng hồ này nữa để làm gì, để bảo vệ cái đồng hồ cho mình cho sạch sẽ, nó không bị xước sát đấy, nhìn nó đỡ khó chịu. Đây, đến cái điểm gần thứ hai, ngoài cái mặt đồng hồ ra thì che két nước. Đây là bộ che két nước của Honda CBR 150R, mình đều có bán ở trên Shopee nha anh em nhé, shopee.vn gạch Hoàng Quân Phụ Tùng. Đây là che két nước đấy, để bảo vệ cái két nước của bạn đấy. Tiếp thứ hai là cái chống đổ, thì mình đã nói ở trên đầu video về cách lắp rồi. Khi mà lắp hoàn thiện xong đây các bạn nhìn này đấy. Khi mà lắp hoàn thiện xong ấy, chống đổ nó chỉ có nằm thế thôi, rất là khỏe luôn, nằm ở trên một cái miếng pad thép một phân, cực kỳ là khỏe luôn. Đây nó dày như này cơ mà anh em đấy, khi mà đập xuống nó sẽ bảo vệ toàn bộ cái xe của bạn đấy. Cỗ máy lanh lẹ, điều AC đây rồi à, chống đổ che két. Chủ xe thì muốn là lên ngay từ ban đầu luôn là một cái phát biển để làm gì, để cho nó nhìn cái đuôi nó thuần sport hơn, đã trong dáng thể thao hơn. Đây mình ngồi lên cho anh em xem nhé, nhìn trông nó chiến hơn so với cái có cái đuôi cũ đấy, lộ hết nít ra, rất thuần sport đấy. Thì mình đã lắp một cái phát biển CNC đây các bạn này, mình lắp cái phát biển CNC đây đấy. Và phát biển này gập ra gập vào được nha anh em nhé, gập ra gập vào thoải mái, chúng ta xả hai nóc ngoài ra thôi, xả nhẹ hai nóc ngoài ra, vặn ra một hai vòng cái là chúng ta đưa ra, chúng ta vặn lại. Đấy, xi nhan này mình sử dụng cái xi nhan gọn nhỏ Philips L19 đấy, rất là gọn đúng không? Đấy, ngồi lên này. Cái đầu xe ấy, thì nhiều anh em sẽ lựa chọn là thay cái xi nhan. Đấy, camera đi vào đây. Cái đầu xe ấy, thì nhiều anh em sẽ lựa chọn là gì? Là thay cái xi nhan này, vì xi nhan zin nó hơi bị dài. Đấy, xi nhan zin nó hơi bị dài. Nhiều anh em sẽ lựa chọn như vậy. Và có nhiều anh em thì giữ lại zin. Bạn này bạn bảo là thôi cứ giữ lại zin đã, còn về sau thì chơi tiếp, vì bạn đang tính là tháo gương hay không. Và trong cái việc là anh em đi phố nhiều, anh em tháo gương ra cho trông cái xe nó chiến hơn, nó ngầu hơn, nó không bị cầu kỳ ở cái gương. Thì ở cái tát gương này có hai cách để chúng ta lựa chọn. Một là chúng ta bịt cái bịt chân gương nhôm CNC vào thôi, thì chúng ta bịt cái chân gương vào. Và cách thứ hai là chúng ta vẫn bịt cái chân gương nhưng mà nó có tích hợp xi nhan. Đấy, nó chỉ có hai bài chơi đấy. Thì tiếp theo nữa, đây, bạn ấy đã lên đầu tiên là kính chắn gió của Indonesia. Bây giờ giá nó còn rất rẻ nhá. Ngày xưa thì nó có 850.000 cái cơ, nhưng bây giờ giá nó chỉ có 650 một cái thôi. Đấy, anh em thấy không? Và nhìn nó tối màu trong cái xe nó chiến hơn. Nhưng mà điều mà anh em luôn lo sợ là gì? Khi nó tối màu rồi mình núp gió mình không nhìn đằng trước được. Thì đây các bạn ơi, đấy, vẫn nhìn thoải mái luôn. Vẫn nhìn thoải mái luôn. Đấy, camera đưa vào cho anh. Vẫn núp gió, vẫn nhìn thoải mái luôn. Đấy. Đứng đằng trước thế nào anh Quân? Đấy. Ok, như kiểu đấy. Kính râm mà. Đấy, thì như vẫn như đằng trước vẫn nhìn thoải mái thôi. Đấy là cái khi mà anh em cần đi về đưa vợ đi bơi này, đưa mẹ đi đẻ này, hoặc là đưa bố đi nhậu này, đấy rất nhiều. Các anh em có nhu cầu mà cần đi nhanh chẳng hạn. Đấy thì mình sẽ đi, và con này đi nhanh thì có an toàn không thì mình dám khẳng định luôn là con này sẽ an toàn hơn R15V3. Vì hệ thống phanh của nó chắc chắn sẽ ngon hơn, vì là nó có ABS mà anh em. Nên chạy tốc cao, tốc tiếp các thứ thì mình yên tâm để bóp phanh. Đấy. Ok anh em, cảm ơn anh em đã theo dõi. Ờ, thiếu quả lốp. Đù. Cắt đuôi là để lấy lốp mà. Quên anh lúc nãy anh định nói là cái phát đuôi, cái xi nhan thôi, đến cái lốp đầu anh lót vào đấy rồi, nhưng mà đến đoạn đấy thì anh lại nhớ ra cái đầu anh chưa review, anh đã quay lại cái đầu, sorry anh em. À, lốp này thì chủ xe các bạn biết cái vành zin của nó đúng không, vành zin của nó rất là bé, nó rất là bé, nên là chủ xe đã lên thay quả lốp, là lên luôn quả cắt đuôi, lên luôn quả lốp, là con này là Michelin Pilot Street 2 nhá, size là size 140, sao lên luôn 150 em.
Bạn okay. Anh ý đang đi 150 thì thấy nó hơi nặng đề hơn một chí thì bảo là đi 140. Đi 140 à. À tức là bạn anh ý đi 150 rồi. À. Bạn là cũng đi con CBR 250 rồi. À, con này luôn hai ông bạn đi với nhau rủ nhau mua mà. Ok anh em. Có đội nhà mình không? Đó. À. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại em tại video sau nhá. Đây quả này quả Michelin này. Em quay đằng sau đi. Nó nhưng mà 140 nó vẫn nở rất to nhá. Còn nếu mà đúng anh rồi. Em mà lên hẳn muốn chơi bài lớn là lốp to bánh lớn này đi kiểng đi kiếc ấy thì mình có bài này cho anh em. Nó sẽ là cái càng của KTM. Càng KTM. Độ lên con này và đi con này là đi vành to lốp lớn của vành OZ cũng rất là ok nhá. Vành OZ Winner. Size 2.5 và 1.0 nên cực kỳ đẹp luôn. Và nếu mà anh em mà chơi lớn nữa thì đi vành của CBR 650, CB 650R hoặc anh em đi vành của Exciter cũng được. Đấy, đấy là bài mà anh em lên lớn hẳn luôn. Và mình vẫn đang đợi chờ một idol chàng Bạch Mã chàng Hoàng Tử. Hoàng Tử đến để chỉ hô to là anh ơi em ngoài thì là Hoàng Tử, trong thì em ở lúc mua luôn. Tiền không gì ngoài tiền lên bài lốp to bánh lớn hai đĩa chẳng hạn để cho mình chấp cánh ước mơ mình được full con CBR 150R khủng thế nào nhá. Ok anh em, hẹn gặp lại anh em tại vlog sau. Còn nếu mà không có ai mà độ khủng như thế thì thời gian tới mình sẽ mua một con mình độ. Ok anh em, hẹn gặp lại anh em tại vlog sau.